Halo sahabat 70 channel, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Saat ini kita menyaksikan pertandingan badminton pada Vietnam International Challenge 2024, yang dilaksanakan di Tai Ho District Stadium Hanoi, Vietnam. Kali ini kita saksikan pertandingan antara tunggal putra Indonesia Pradiska Bagas Sujiwo, melawan ganda putra Australia Kai Chen Teo. Head-to-head antara kedua pasangan ini adalah 0-0. Saat ini Pradiska Bagas Sujiwo menempati peringkat 302 BWF, sedangkan Kai Chen Teo menempati peringkat 255 BWF. Nah, bagaimana akhir dari pertandingan ini? Saksikan terus pertandingan menarik ini sampai selesai dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini serta berikan komentar-komentar yang membangun. Pha chém cầu lòng. Cầu ngoài. Pha xử lý. Quả đập cầu dọc. Cầu ngoài. Cầu ngoài. Sujiwo tỏ ra khá thiếu được một set point và bây giờ tỷ số đang là 19-20. Tiếp tục là một pha cầu ngoài đến từ cả trận đấu trong khuôn khổ vòng loại đơn nam giải cầu lông quốc tế Sibucha Hà Nội 2024 được thắng lợi với tỷ số 22-20. Cầu không qua lưới rất nhiều. Ngày hôm nay thì ở nội dung đơn nam, tay vợt của nước chủ nhà Việt Nam Lê Đức Phát cũng sẽ ra sân thi đấu vào lúc 4:35 chiều nay. Tình huống pha bỏ cầu liên tiếp là những tình huống cầu tới.
vẫn tiếp tục. 22 đều. Giải đấu lần này thì có tổng giải thưởng là 15.000 đô. Giải nhất ở nội dung đơn thì sẽ nhận 1.200 đô la Mỹ và giải nhì thì là 720 đô la. Rất nặng. Bỏ cầu ngoài. 24-22 và trận đấu ngoài 2-3. Một pha. Thêm một điểm số nữa cho Su Hugo. Trigo đang khiến cho đối thủ phải Malaysia thi đấu với Muhammad Nam Ahmad từ Malaysia trọng tài chính. Rất cầu trong. Indonesia. Ý cầu cuối cùng của Su Hugo vừa rồi trước khi đối thủ của anh đánh hỏng. Và tỷ số chung cuộc của set đấu thứ 3 là 21-9.